Xin chào các bạn. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều anh chị em hỏi đến bài thuốc của A Sơn. Hôm nay A Sơn xin chia sẻ cho các bạn một chút hình ảnh về quá trình lấy thuốc cũng như các công đoạn sơ chế để cho thành phẩm bài thuốc gia truyền chữa bệnh dạ dày và đại tràng và trao tận tay cho mọi người sử dụng. Để làm thành phẩm thuốc chữa bệnh dạ dày, nó bao gồm rất là nhiều công đoạn, từ tự tay lên rừng tìm những loại thảo dược bí truyền được ông cha truyền lại cho đến công đoạn sơ chế, rửa, thái, phơi hay là sấy khô, và đến quy trình đóng gói sản phẩm cũng mất rất là nhiều thời gian. Và hiện nay thì phòng khám của A Sơn đang bào chế thành hai dạng, đó chính là dạng trà túi lọc và dạng cao để phù hợp với lại điều kiện của từng bệnh nhân. Còn hiệu quả đem lại thì giống nhau vì các thành phần thuốc trong hai loại thuốc đều như nhau hết. Còn về công dụng thì A Sơn nói khá nhiều rồi. Thuốc chữa bệnh dạ dày A Sơn là thuốc chữa bệnh chứ không phải là thực phẩm chức năng, và làm hoàn toàn từ thảo dược của núi rừng Ban Tặng, hỗ trợ cho những bệnh nhân bị các vấn đề về dạ dày, đại tràng như là trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, xung huyết dạ dày, ợ hơi, ợ chua, trướng bụng đầy hơi, nóng rát cổ họng, vân vân. Có những trường hợp bị đi ngoài, lúc thì lỏng, lúc thì táo, và hầu hết là cho kết quả rất là tốt. Còn bác nào có điều kiện thì có thể qua phòng khám của A Sơn để A Sơn trực tiếp khám và cắt thuốc cho các bạn. Bác nào mà ở xa không có điều kiện đến được thì nhà thuốc bên A Sơn sẽ gửi bưu điện đến cho các bác. Kể cả các bác ở nước ngoài thì A Sơn vẫn có thể gửi được hết. Đây là công đoạn đóng gói thuốc dạng trà túi lọc. Để tạo ra một gói thuốc dạng trà túi lọc, A Sơn phải phơi các loại thảo dược cho nó khô giòn, sau đó cho vào máy nghiền để nghiền nhỏ các loại thuốc thành bột, sau đó mới cho vào máy đóng gói tự động để tạo ra những gói thuốc có định lượng tương đương nhau cho các bác sử dụng để làm sao đảm bảo dùng đều đặn mỗi ngày. Và mỗi ngày thì chúng ta sử dụng hai gói như thế này, cho vào 1,5 lít nước, đun từ 15 đến 20 phút, sau đó chắt lấy nước ra để uống, chia làm 3 đến 4 lần uống trong ngày. Và đây là quá trình nấu cao dạ dày của nhà thuốc. Và quá trình nấu cao thì cũng rất là vất vả. Thời gian để cô được một mẻ cao phải mất từ 5 đến 8 ngày đêm. Và dạ cao này thì rất là dễ sử dụng và thuận tiện hơn khá nhiều. Các bạn chỉ việc lấy một thìa cà phê tương đương khoảng 10 gram, pha với lại 1 lít nước đun sôi, sau đó hòa tan và chia làm 3 đến 4 lần uống trong ngày, và nó sẽ cải thiện được tình trạng dạ dày, đại tràng của các bác. Và hiện tại các bác đang thấy đây chính là hai bác bệnh nhân mà A Sơn đã gửi thuốc từ năm 2022 đến bây giờ đã khỏi. Và khi mà quay trở lại du lịch ở Việt Nam thì đã đến thăm A Sơn và mua những liệu trình thuốc để mang về cho người thân sử dụng. Thành A Sơn tỏ sẽ đi dồn khá mấy cua luôn. Này, Pep vừa thành A Sơn mày tôi đi thăm hả ô. Còn đây là một đoạn video ghi lại cuối năm 2022 khi A Sơn gửi thuốc đi quốc tế, cụ thể là Mỹ, Thái Lan và Lào, và đã được nhận quà từ bưu điện tỉnh Lai Châu. Video đây là bạn Sơn, bạn ấy khách hàng lớn của bưu điện tỉnh Lai Châu. Bạn gửi đơn đi quốc tế một năm rất là nhiều. Thế là bạn ấy được phó giám đốc bưu điện thành phố trao phần quà nho nhỏ thôi, nhưng mà cũng là cái tấm lòng cảm ơn của bưu điện thành phố với bạn Sơn. Đây, hàng bạn ấy đi quốc tế đây rất nhiều. Này này, chắc là phải có từ uy tín, từ tâm bạn ấy mới có thể làm được những cái điều như này. Trân trọng bạn ấy. Bắt tay cái nữa cho nó. Ok.